Bạch Thế Tôn chân như này thật sâu xa mầu nhiệm. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chân như này thật sâu xa mầu nhiệm. Đang lúc nói tướng chân như này có 300 bí xô đạn tận các lậu, tâm được giải thoát đắc quả A La Hán, và có 500 bí xô xa lìa trần cấu ở trong các pháp đắc pháp nhãn thanh tịnh, 5.000 thiên tử được thành thục nghiệp đời trước cùng lúc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, 60 Bồ Tát không còn các lậu, tâm được giải thoát. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, hiện trong đại chúng này có 60 Bồ Tát đã gần gũi cúng dường 500 Đức Phật thời quá khứ. Mặc dù họ có tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng không lãnh hội phương tiện thiện xảo, bát nhã, ba la mật đa sâu xa, sanh tư tưởng khác đi, tu hạnh khác đi, nên không vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Do đó trong hiện tại tuy được nghe pháp lớn, nhưng nhờ sức nhân đời trước không còn các lậu, tâm được giải thoát. Thế nên, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tuy có đạo Bồ Tát là không vô tướng vô nguyện, nhưng không lãnh hội phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, liền chứng thật tế rơi vào thanh văn hay độc giác địa. Xá Lợi Tử, ví như có con chim thân nó to lớn cả 100 do tuần hoặc 200 cho đến 500 do tuần mà lông cánh chim chưa mọc đủ hoặc đã hư dụng. Chim này từ trời 33 rơi xuống châu Thiệm Bộ, giữa đường chợt nghĩ, bây giờ ta trở lại cõi trời 33. Ý ông hiểu sao chim này có thể bay về lại cõi trời 33 được không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, giữa đường chim này muốn đến châu Thiệm Bộ mà thân chim không bị tổn hại, không bị khổ. Ý ông hiểu sao chim ấy có được tại nguyện không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Chim ấy khi đến châu Thiệm Bộ, thân nó chắc chắn bị tổn hại và khổ đau, hoặc đưa đến chết hay sắp chết. Vì sao? Vì chim này thân to lớn mà bị rơi từ trên cao với lông cánh chưa mọc hay bị hư dụng. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cũng như vậy. Mặc dù có phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã trải qua hằng hà sa số kiếp tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng không lãnh hội phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chứng thật tế, liền rơi xuống thanh văn hoặc độc giác địa. Xá Lợi Tử, các thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa này tuy nhớ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn ba đời, nhưng tâm chấp tướng không thấy không biết công đức chân thật ngũ uẩn này của chư Phật, chỉ nghe tiếng không chấp trước lấy tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là rơi ngay xuống thanh văn hoặc độc giác địa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát ấy không lãnh hội phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên dù có đem vô số thiện căn đã tu tập hồi hướng đạo quả Bồ Đề vẫn không đủ sức vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu về nghĩa Phật dạy, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, thì dầu cho có đầy đủ vô lượng phước đức tư lương mà đối với Bồ Đề sẽ có đắc hoặc không đắc. Thế nên các đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhất định không nên xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Hết quyển thứ 548.